Hôm nay chú muốn gặp con vì chuyện của con Thi. Trước đây vì cái chết của ba con còn chưa được sáng tỏ, chú ngại, chú không dám gặp con. Chắc là Thi chưa có nói cho chú biết chuyện tụi con đã ly hôn. Thi cũng sắp cưới anh Quang rồi. Chú biết rõ chứ. Nó có nói là con không còn yêu nó nữa. Lâm à, đó là sự thật hả? Vì chú là thầy thuốc chữa bệnh nên là chú cũng phải học qua tâm lý của bệnh nhân. Tất nhiên con không phải là bệnh nhân của chú, nhưng mà thời gian chú biết con rất là lâu rồi, chú hiểu được những biến cố tâm lý xảy ra với con. Chú không tin là con không còn yêu con Thi nữa. Con cũng có lòng tự tôn của con. Con cũng không thể lụy tình, tha thứ hay níu kéo một người hoàn toàn không tin tưởng ở con. Cô còn nghi ngờ là con thuê người giết cổ. Thậm chí cô còn nói cho Quang biết bí mật thân phận của cổ, rồi kết hợp với Quang bày mưu tính kế để đối phó với con. Nếu như bạn của cô Dương Anh thì không xuất hiện, không biết cô còn giấu con tới bao giờ nữa. Bạn gái nào của Dương Anh? Cô tên là Nhi. Cô từ bên Nhật về, cô tìm tới nhà con để thăm Dương Anh. Nhờ cổ mà con biết được rất nhiều điều đáng nghi ngờ từ Dương Anh, cộng với những nghi ngờ bấy lâu nay của con. Con luôn thấy Dương Anh có nhiều điểm rất giống Thi, nên con đã qua Singapore điều tra. Chú hiểu mọi chuyện rồi. Chú biết con Thi nó có lỗi khi nghi ngờ con, nhưng con cũng phải thông cảm cho nó. Hoàn cảnh của nó không giống như những người khác. Từ nhỏ nó đã không có cha, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi. Con cũng biết tính của mẹ vợ con rồi đó. Vì ám ảnh chuyện của ông Tài nên lúc nào cũng tiêm nhiễm trong lòng con Thi sự đề phòng, nghi ngờ cho nó. Còn những mâu thuẫn hiểu lầm đối với con đều là những cái bẫy quá hoàn hảo. Con cũng biết tính con Thi rất là đơn giản, nghe lời của mẹ ruột mình nói với đầy đủ các bằng chứng thì làm sao không nghi ngờ con cho được. Thân phận của con Thi chỉ có chú và cô Hậu biết thôi, còn thằng Quang á chỉ là may mắn tình cờ phát hiện được thôi. Con Thi á nó không hề nói cho thằng Quang biết trước, cũng như thông đồng tính kế đối với con đâu. Thật hả chú? Nhưng mà chính Quang đã thú nhận những điều này với con mà. Thằng Quang á, nó đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa. Con đã mắc bẫy thằng Quang rồi Lâm mà. Con còn nhớ không, lúc mà con với con Thi á xem chết cháy ở Đà Lạt, con Thi nó đã biết sự thật là con thật sự rất yêu nó và không bao giờ hại nó. Tuy nhiên nó lo sợ là hung thủ vẫn chưa điều tra ra được, biết đâu là hung thủ lại tiếp tục hại con, rồi hại con Thi nữa sao. Cho nên để tránh bức dây động rừng, con Thi mới tiếp tục giấu con nữa. Và vì con Thi á, nó lại hiểu lầm là con chỉ yêu gương mặt cũ của nó, nên nó muốn có thêm thời gian để vun đắp tình cảm với con trong gương mặt mới của Dân Anh. Anh còn nói là có cô Phương nào á xoa dịu nỗi đau cho anh, mà cũng không trách anh được, là do chị Thi mất đột ngột quá mà. Anh cũng cần phải có người ở bên cạnh yêu thương, động viên và an ủi anh. Phương hả? Xoa dịu nữa chứ, xoa nắm đấm vô mặt anh. An ủi hả? Ủi nằm sắp xuống đất á. Yêu thương á là để dành tán gái, chứ không có phận của anh đâu. Anh nói vậy là sao? Phương mà em đang nói là con trai, là bạn tập đâm boxing với anh, người mà anh hay rủ đi quyết đấu đó, đánh anh bầm dập mặt ngoài đó. Anh có còn chút tình cảm nào dành cho em không? Hay tất cả chỉ còn là thù hận vì em đã lừa dối anh?
tới khi con Thi nó hiểu được nỗi đau khổ dằn vặt trong con, thì nó đã định nói sự thật cho con biết. Nhưng mà cũng chính thằng Quang nó lại giở trò nữa. Con Vân Anh vốn không có người bạn gái nào ở bên Nhật hết. Mà cho dù có thì làm sao biết được địa chỉ nhà con? Chú nghĩ tất cả là do thằng Quang cố tình sắp đặt ra hết. Thời gian đó nó dụ con Thi đi Long An để tìm tên mặt sẹo, nhưng mà không có kết quả gì hết. Sau khi tụi nó từ Đà Lạt trở về á, thì cũng đúng lúc con ở Singapore về để vạch mặt con Thi. Còn cái chuyện con Thi cưới thằng Quang, con nghĩ coi, công ty Thái Kiên tại sao lại chịu mua 3 dự án mà dự án lại không thể bán ra được? Vì con Thi nó nghĩ là con không còn yêu nó nữa, cho nên nó muốn dùng đại dương để bù đắp lại cho con. Lâm à, trong lòng con Thi á, chỉ thật sự yêu mỗi một mình con thôi. Chú thật sự muốn con và con Thi hạnh phúc bên nhau, nên chú mới giải thích tất cả mọi hiểu lầm. Còn lại mọi chuyện quyết định nơi con đó. Lâm, tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.